Hiện tại gia chủ mình đang rao bán giá mong muốn là hết luôn, cả hai lô luôn, hai sổ riêng anh chị, là giá là 5. Kênh nhà Đức Bà Rịa Vũng Tàu xin kính chào tất cả quý anh chị, em là Điền. Nay em sẽ giới thiệu với chị một lô đất nằm ngay tọa lạc xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trước mặt mình đây là cái mình là ở xã Xuyên Mộc nhưng mà giáp với thị trấn luôn nha anh chị. Đây, trước mặt phía bên này là thị trấn Phước Bửu, và lên đây là cái vòng xoay bệnh viện huyện Xuyên Mộc đó. Mình đang ở mặt tiền đường là mặt tiền tỉnh lộ 329 và giáp thị trấn mình luôn ha. Nay em xin giới thiệu với anh chị một không phải là một lô đất mà hai lô đất liền kề anh chị ạ. Hai lô đất liền kề. Lô là mình có diện tích là 5 m ngang và hai lô này là từ bên này qua bên này là 10 m và sâu là 40 m. Có mỗi lô là 100 mét thổ cư, là có nghĩa là hai lô này là mình có đang có là 200 thổ cư đó anh chị. Gia chủ mình bán luôn hai lô nha anh chị, tại vì đang kẹt tiền làm ăn á, bán luôn hai lô không bán một lô. Và đất mình á thì hiện tại đang là có hai mặt tiền đường, một mặt tiền đường là phía trước là tỉnh lộ 328 đó, 329 nha anh chị, 329 xin lỗi, và mặt tiền phía sau là mặt tiền đường của trung tâm thương mại. Mặt tiền đường phía sau của mình là hiện tại đang làm nha anh chị, làm tới đây rồi, đang xây dựng tới đây nữa, ta xây dựng phía bên này. Thì mặt tiền đường phía sau mình thì rộng khoảng là 8 mét, chưa tính vỉa hè nha anh chị, 8 mét. Hiện tại em đang ở đây là cái này, ở đây gọi là trung tâm thương mại, là sau này nghe người dân đâu nói là sang năm sẽ khởi công và vận hành cái trung tâm thương mại này. Hiện tại đất mình hai mặt tiền đường trước và sau. Nếu mà anh chị mua cái này thì rất thích hợp để kinh doanh, hoặc là sau mình tách thửa nha anh chị, mình tách thửa được 4 lô anh chị. Phía trước mình cắt là 5 m, sâu 20, phía bên này thì mặt tiền bên này cũng 5 m 20. Ở đây được gọi là gần như là trung tâm rồi. Ở tuy là thuộc xã Xuyên Mộc nhưng mà nó tiện ích thì tiện ích của thị trấn nha anh chị. Mặt tiền này kinh doanh rất là tốt luôn. Cái hạ tầng, cái trung tâm thương mại này thì hiện tại hạ tầng đã xây dựng xong, gần dường như là xong rồi. Chỉ thiếu cái chỗ mình là đang lỡ dở thôi. Nhưng mà chắc chắn là mặt tiền phía sau đó chắc chắn sẽ làm nha anh chị. Hạ tầng thì đã xong rồi, thì bây giờ chỉ chờ các doanh nghiệp về và khởi công nữa thôi. Đây, chị thấy không? Hạ tầng rất là tốt, rất là đẹp. Mặt tiền kinh doanh cực kỳ tốt luôn. Từ cái vị trí đất mình mà xuống đi xuống biển Hồ Tràm thì khoảng là đâu đó 10 cây số, và đi suối nước nóng Bình Châu thì hai mấy cây số. Cái hướng đất mình sẽ nằm đâu đây nha, đất mình sẽ nằm đâu đây, và cái hướng này á là cái hướng đi vô lên ngã tư Xuyên Mộc này. Và đi vô, nếu mà đi thẳng luôn á, ngã tư Xuyên Mộc mình đi thẳng luôn là vô Hòa Hội, Hòa Hiệp, và vòng sẽ đi vòng ra lại Đình Châu. Mình
nếu mà mình đi tới ngã tư Xuyên Mộc mà mình rẽ phải á, là mình đi Bông Trang cũng như là đi quốc lộ 55, và mình rẽ trái á, là mình đi đi Sài Gòn á anh chị, đi ra quốc lộ 56 cũng như là đi Sài Gòn hoặc là Đồng Nai. Hiện tại gia chủ mình đang rao bán giá mong muốn là hết luôn cả hai lô luôn, hai sổ riêng anh chị, là giá là 14 tỷ 500, có thương lượng giấy tờ. Rồi, em xin phép được dừng clip tại đây. Anh chị có nhu cầu liên hệ cho em để em dẫn anh chị đi coi thực tế cái lô đất của mình nha anh chị.